Hello, chào mừng ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Social TV. Trong video hôm nay, tiếp tục mình sẽ cập nhật thêm những tin tức mới nhất về đàn gà con để ông bà cô chú chúng ta cùng biết nhé. Mới đây nhất thì như theo tin đã đưa, tối đêm nay 24 tháng 3 thì đôi bạn trẻ Yuno và Phạm Thiên Ngân sẽ biểu diễn ở đoàn Lô Tô ở tại Bình Dương, và do đó các fan hâm mộ ở gần đó hãy đến để cùng cổ vũ cho đôi bạn trẻ này nhé. Mới nhất trên trang cá nhân của mình thì Yuno có chia sẻ bức ảnh ăn mặc rất là đẹp trong một cái bộ outfit phải nói là bảnh hơn cả chữ bảnh. Ai nấy cũng khen dạo gần đây Yuno giảm cân rất là đẹp trai. Hôm nay Yuno mặc một cái áo vest màu vàng trông thật là bảnh bao. Chàng ca sĩ trẻ này chia sẻ áo vàng chứng tỏ là chàng của em. Một câu status cực kỳ ngắn gọn nhưng cũng đã nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi. Đẹp quá vậy ta. Trời trời trời, mướt quá rồi em ơi. Một Yuno trẻ trung, áo vàng nhìn anh tươi sáng. Nàng liền theo sau, trên cả tuyệt vời anh Yuno và em Úc Thiên Ngân. Phải nói mọi người dạo gần đây rất thích sự kết hợp của Yuno và bé Úc Phạm Thiên Ngân. Riêng Thiên Ngân cũng chia sẻ đêm nhạc tại Bình Dương tối đêm nay và mong muốn khán giả hãy đến ủng hộ cho cặp đôi này. Có thêm một thông tin thú vị về bé Úc Phạm Thiên Ngân là nhà quay phim MV sắp sửa phát hành của Thiên Ngân vừa chia sẻ những bức ảnh ở hậu trường của MV mà Thiên Ngân tiếp tục quay cảnh đồng quê. Phải nói những hình ảnh trong MV mới này sẽ tiếp tục thu hút fan hâm mộ. Khung cảnh ở một làng quê yên bình ở tại miền Tây. Phải nói là ekip quay phim MV cho Thiên Ngân đã chọn những bối cảnh cực kỳ đẹp. Và mọi người cũng rất hy vọng MV sắp tới của Thiên Ngân có được thành công như MV Sao Anh Nỡ Đành. Mọi người cũng trông chờ ca khúc mới này sẽ lên top và hit. Ai nấy cũng đều khen MV này, cũng như ekip quay phim đã chọn ra những khung ảnh, những bối cảnh cực kỳ đẹp và thơ mộng về làng quê yên bình ngày xưa. Lấy bối cảnh là con đường quê, hai bên là cánh đồng ruộng lúa xanh mơn mởn, và Phạm Thiên Ngân trong áo bà ba trắng quần đen đúng chuẩn cô thôn nữ miền quê. Rồi nào là xe lôi, nào là máy đập lúa, cũng như là xe quạt lúa lép. Phải nói những đạo cụ các bạn trẻ đem vào trong MV lần này của Thiên Ngân sẽ rất là thu hút. Tuy Phạm Thiên Ngân chưa chia sẻ gì về thông tin quay MV mới này, nhưng sự nhá hàng của ekip quay phim cũng làm cho người hâm mộ càng thêm hóng sản phẩm mới của Thiên Ngân nữa. Đó là thông tin của cặp đôi màu vàng Yuno và Phạm Thiên Ngân. Tiếp đến là thông tin từ Phạm Tuyết Nhung. Mới đây nhất, Tuyết Nhung chia sẻ lên trang fanpage của em như sau. Cả nhà Hà Nội ơi, hotline đặt vé trên hình nè. Cả nhà cùng nhau đặt vé để mình hội ngộ cùng nhau nha. Không có vé online ạ. Poster đính kèm là mini show Hai Lối Mộng của Trường Sang với lại Tuyết Nhung sẽ được tổ chức ở tại Hà Nội. Hiện tại mini show này thì vẫn chưa bật mí ai là khách mời, được diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4 năm 2023 ở tại địa chỉ 124 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, và có giá vé phụ thu là 500.000 đồng. Vậy thì kính mời ông bà, cô chú, anh chị em là fan hâm mộ ở tại Hà Nội hãy nhanh tay mua vé ủng hộ cho Tuyết Nhung và Trường Sang trong show này nhé. Có nhiều khán giả cũng hỏi là
trong mini show của Trường Sang với lại Tuyết Nhung có cặp đôi Thiên Ngân và Ji Yuno hay không? Thì trước đó, cả hai bạn trẻ Thiên Ngân và Ji Yuno đều trả lời là trong show Hà Nội này là show dành riêng cho Tuyết Nhung và Trường Sang nên hai bạn trẻ không có tham gia. Và fan hâm mộ sau khi biết Phạm Tuyết Nhung kêu gọi mọi người mua vé ủng hộ cũng để lại những bình luận chúc cho show diễn thành công tốt đẹp, chúc cho bé được thật nhiều người yêu mến nè, hãy hát thật là hay nha bé Nhung. Chúc hai con show diễn thành công, mọi người Hà Nội ủng hộ nha, chúc nhau xem nhạc vui vẻ nè. Riêng về ca sĩ Trường Sang thì hôm nay Trường Sang không có đăng poster diễn ở Hà Nội như là Phạm Tuyết Nhung. Nhưng mà Trường Sang đã chia sẻ những bức ảnh hoạt động thường nhật trong ngày. Và hôm nay tiếp tục Trường Sang lại đi làm từ thiện. Trường Sang chia sẻ như thế này. Một ngày ý nghĩa nữa lại được ghi vào cuộc sống tươi đẹp của bản thân. Những phần quà nhỏ bé nhưng chất chứa tấm lòng của sư phụ Đại Đức Phu Minh, các mạnh thường quân và bản thân Sang xin được gửi đến các bệnh nhân tại đây. Ở đây chúng ta có vài phần song ca bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng ngọt ngào và thấm đượm tình yêu thương. Con xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến sư phụ Minh Phu và hội thiện nguyện Từ Nguyên đã gieo duyên cho con Trường Sang được đồng hành và lan tỏa yêu thương. Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 2. Những hình ảnh Trường Sang đính kèm là Trường Sang đang bê đồ, áo ướt đẫm mồ hôi bên cạnh các cô chú lớn tuổi và khung ảnh video nhỏ sinh hoạt với các bệnh nhân ở tại trung tâm này. Tuy là những ca khúc mà theo Trường Sang nói bất đắc dĩ nhưng cũng làm cho bệnh nhân nơi đây cảm nhận được tình thương cũng như lòng ấm áp của người tặng quà và mọi người rất là vui. Được biết dạo gần đây Trường Sang hay cùng các cô chú và các sư thầy ở chùa Tường Nguyên đi làm từ thiện và cũng đăng những clip cũng như những bức ảnh trên trang fanpage cá nhân của mình để lan tỏa sự yêu thương đến những người xung quanh. Fan hâm mộ Trường Sang khi biết được điều này rất vui, để lại bình luận thương và trân quý lắm nè Trường Sang. Chúc em trai sẽ làm thiện nguyện nhiều hơn nữa nhé, để giúp đỡ mọi người nè. Trường Sang tuyệt vời quá. Có lẽ sau những sóng gió thì dạo gần đây Trường Sang đã trưởng thành hơn và đang cố gắng làm rất nhiều công việc thiện nguyện. Video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Rất mong ông bà cô chú tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp Susu TV với nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.